em hiện tại là lần đầu tiên được bước vào tứ kết, thế là anh em rất là vui, rất là vui sướng. Về anh em thì em cảm thấy là có một chút bất ngờ thế, nhưng mà cả đội đã thể hiện được sức mạnh của cả đội qua vòng bảng cũng như là trận đấu cùng vòng 1-6 và một chiến thắng toàn thắng. Về thiếu Đình Trọng thì có một chút sáng trộn về đội hình từ đầu giải đến giờ, thì về phía hàng hậu vệ thì nên là ổn định và không thiếu vị trí nào, nhưng mà thiếu Đình Trọng thì có một chút ở sáng trộn đội hình, nhưng mà các vị trí khác bổ sung thì em nghĩ là đáp ứng được. Về bốn trận chưa để thủng lưới bàn nào thì với cả anh em thì cái là cái hàng hậu vệ anh em đang làm việc rất là tốt, và bên cạnh đó thì có những về mặt cần phải bổ sung thì sau một trận đấu thì đội về rút kinh nghiệm và đặc biệt là về như bọn em thì về rút kinh cho bản thân để tốt cho những trận đấu tiếp theo. Anh em thì trận đấu vừa rồi thì còn dù trải qua một trận đấu rất là khó khăn, nhưng mà nghĩ trận đấu tiếp theo thì cả đội sẽ có tinh thần tốt hơn để tiếp lịch sử. Về đội thủ series thì đội thủ các đối thủ rất là mạnh, và cũng cả đội đấy thì có một thể hình của em rất là tốt. Ở giải U23 vừa rồi thì bọn em cũng đã gặp một lần rất là khó khăn để giành chiến thắng cả đội, một trận hòa cả đội sẽ cố gắng hết mình. Về điểm yếu thì em nghĩ đấy là về những cái xoay sở của đối thủ sẽ chậm hơn đối thủ thì chiến cao rất là cao. Nếu phải nhập cuộc thì tâm thế của em cũng như cả đội thì sẽ không có gì phải lo lắng hay gì, mình cứ thể hiện đúng là năng mình và một tâm lý thoải mái nhất.